Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 51. Chương 501: Thân Tâm Bất Tự Do. Kết cấu trận pháp bên dưới tuy không giống nhau, nhưng lại có chung đặc điểm bị đóng kín, hoàn toàn phong tỏa. Thậm chí Lý Phàm còn có thể đưa ra kết luận một cách võ đoán, nguồn gốc linh cảm của Thiên Huyền Tỏa Linh trận có lẽ chính là Huyền Thiên Tỏa U trận. Hai chữ Huyền Thiên khiến Lý Phàm dễ dàng liên tưởng đến Huyền Thiên giáo vốn đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Chẳng lẽ quỷ dị của thế gian đã xuất hiện vào thời Huyền Thiên giáo vẫn còn tồn tại? Vậy chẳng phải lúc trong vẫn tiên cảnh cũng có thể gặp phải quỷ dị? Lý Phàm một bên tham ngộ trận đồ, một bên để cho sức tưởng tượng tự do phát huy. Trận đồ được tạo thành từ một loại thủ đoạn đặc biệt, thông qua vài loại tăng cường cấm chế, người ngoài không thể nào thấy được kết cấu hoàn thiện của tỏa u trận. Chỉ có thể để người không tinh thông trận pháp, dùng phương thức ngu ngốc nhất để chuyển trận pháp ra ngoài. Thứ này thật tuyệt diệu. Lý Phàm tạm thời từ bỏ ý định đoạt được kết cấu hoàn thiện của tỏa u trận, lòng cảm khái. Trong một lần tuần tra về tiến độ xây dựng, nhân lúc không có người chú ý, Lý Phàm khắc Huyền Thiên Tỏa U trận vào Tùng Vân Tiên Thành đang từ từ thành hình. Khi Lý Phàm đang dốc lòng dốc sức để xây dựng Huyền Không Thành, thì trong lãnh địa Ngũ Lão Hội cách xa vạn vạn dặm, sợi ý thức đăng ký gửi trên con rối đang phải chịu chút đau khổ. Đã hơn 2 tháng trôi qua từ khi đến trúc xá nghe thư sinh giảng dạy. Đối với việc nghe ngóng về tình hình chi tiết của Ngũ Lão Hội cũng chẳng tăng thêm được bao nhiêu. Đã vậy lại còn bị ép phải ghi nhớ khá nhiều truyền thuyết của tu sĩ cải thiên hoán địa trong nhân đạo thiên cảnh. Vương Lâm Lang yêu thích vẻ đẹp, thề không cho phép nhân gian thấy tóc trắng, nên trong nhân đạo thiên cảnh, cho dù là những cụ lão người phàm cũng một đầu tóc đen bóng. Nhạc Thừa Tấn vì bị người trong lòng ruồng bỏ, lòng sinh oán hận, nên đã nguyền rủa người có tình trong thiên hạ đều trở thành huynh muội, khiến cho vài chục năm sau đã khiến những cuộc tình bi kịch liên tục phát sinh. May là nhờ vào nguyện lực của một đôi tình nhân thật lòng tương ái, đều trở thành huynh muội đã trở về như trước kia. Khuất Tô thích câu cá, tiếc là gần như luôn phải trắng tay trở về. Vậy nên đã đưa ra nguyện ước lớn lao, loài cá trong thiên hạ nhìn thấy mồi câu tuyệt đối phải cắn. Thế là người người đều trở thành đại sư câu cá. Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Lúc mới nghe còn có phần thích thú, nhưng phải nghe liên tiếp 3 tháng, tất nhiên sẽ có chút không thể chịu nổi. Nhưng cũng giống như những tu sĩ trước trúc xá này, Lý Phàm vô phương khống chế được cơ thể chính mình. Muốn ngăn cách âm thanh của thư sinh cũng không thể làm được, đành phải tiếp nhận. Thậm chí, Lý Phàm còn phát hiện, những điều thư sinh nói đều bị in sâu vào trong não, muốn quên cũng không cách nào quên được. Vậy nên ai nấy đều dùng khuôn mặt ủy khuất để tiếp nhận sự tẩy não của thư sinh. Hôm nay, cuối cùng thư sinh cũng cảm thấy một chút mệt mỏi do đã nói quá lâu. Hắn đứng lên vươn vai ưỡn người. Tục ngữ có nói, trăm nghe không bằng một thấy. Cho dù ta có nói cả trăm năm cũng chưa chắc bằng các ngươi tự thân đi trải nghiệm. Thư sinh nhìn những tu sĩ vạn tiên minh trước mặt, lộ ra nụ cười thân thiện, ta cho các ngươi thời gian 3 năm. Trong 3 năm này các ngươi có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào trong phạm vi quản lý của Ngũ Lão Hội. 3 năm sau, các ngươi sẽ trở lại nơi này. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi có thể chính miệng kể cho ta biết nhận xét của mình về Ngũ Lão Hội. Nói xong, thư sinh xoay người, từ từ đi vào trúc xá. Sau tiếng đóng cửa, những ràng buộc trên người của bọn họ cũng theo đó mà biến mất. Đây là có ý gì? Cứ như vậy mà để chúng ta rời đi? Có người của Vạn Tiên Minh hỏi với vẻ nghi ngờ, phải chăng là có âm mưu gì đó? Vị đạo hữu này có lẽ bị dọa đến phát sợ rồi, lại kinh hãi như vậy. Hiện tại chúng ta chẳng khác gì miếng thịt trên thớt, mặc người xử lý. Đã vậy thì còn cần gì phải dùng đến âm mưu? Hừ, tăng sĩ khí cho địch, diệt uy phong của bản thân. Ha ha, theo như ta thấy, lời của Lữ Phạm đạo hữu tuy có chút khó nghe, nhưng quả thật rất có đạo lý. Tuy mọi người ra lời tranh cãi nhưng chẳng một ai dám đứng dậy, rời khỏi thung lũng này. Lý Phạm nhẹ lắc đầu, không thèm đếm xỉa đến bọn họ. Hắn đi ngược về hướng trước kia đã đến, khiến mọi người đều chăm chú nhìn về phía hắn. Càng rời xa trúc xá, cơ thể vốn bị đè ép rút nhỏ cũng dần dần trở lại bình thường. Ngoài ra,
chẳng có thứ gì khác xuất hiện cản trở hắn. Ra khỏi con đường hầm dài hun hút, đến được ngoài sơn động, Lý Phàm phát hiện những tu sĩ mặc áo giáp phụ trách canh giữ lúc trước đều không còn ở đây nữa. Hắn phi thân lên cao một chút, thử tìm kiếm tung tích của Vạn Tiên Đảo. Nhưng giờ đây nơi đó chẳng còn gì, ngay cả một chút vết tích cũng không còn sót lại. Cũng không biết Ngũ Lão Hội đã tìm được thứ mà họ muốn hay chưa. Lý Phàm quét mắt nhìn xung quanh, không tránh khỏi sinh ra cảm giác trời cao đất rộng nhưng không biết nên đi về đâu. Đang thương cảm cho mình, bất ngờ hắn ý thức được một việc không hợp lý. Bản thân không phải kiểu người đa sầu đa cảm, thích ra dáng ra vẻ, thì sao lại có thứ suy nghĩ này được? Trong đầu không tránh khỏi hiện ra hình ảnh của thư sinh, là hắn. Khi hắn vẫn còn đang âm thầm kinh hãi, bất ngờ lại nghe thấy tiếng gọi từ xa truyền đến, Tiêu đạo hữu, Tiêu đạo hữu. Hắn có chút ngẩn người, sau đó mới ngộ ra là đang gọi mình. Nhìn về hướng âm thanh truyền đến, Lý Phàm nhận ra được đó chính là tu sĩ tên gọi Lữ Phạm. Tiêu đạo hữu định đến nơi nào? Hay là chúng ta đi cùng nhau? Lữ Phạm đi theo ra khỏi sơn động, sau khi nhìn một vòng tìm được Lý Phàm, liền vội vàng đi theo. Thấy Lý Phàm nhìn mình mà không trả lời, Lữ Phạm giải thích, lãnh, địa của Ngũ Lão Hội rộng lớn không kém gì Vạn Tiên Minh. Đất khách quê người, không ai quen thuộc, vậy nên muốn kết bạn cùng đi, ít nhiều gì cũng có thể phối hợp với nhau. Ta nghe nói, trong số thành trấn của Ngũ Lão Hội, Vô Ưu Nhạc Thổ là nơi khiến người mong chờ nhất. Không những có vô số trò hưởng lạc tuyệt diệu đến mức khó tưởng tượng, còn có kỳ vật vô ưu tinh cách, một khi uống vào sẽ phiêu diêu như tiên, bước vào cực lạc. Lữ Phạm hưng phấn kể, Lý Phạm nhìn chằm chằm hắn một lúc, mới hỏi, ta còn nhớ đạo hữu lúc trước từng đương nhiệm chức vụ lục sự của bố chính đường ở biển Tùng Vân. Nếu đã hưởng lương bổng của Vạn Tiên Minh, nay đã có được tự do, sao không nghĩ cách để tìm về cố hương? Ngược lại, ngươi dường như rất háo hức muốn gia nhập vào Ngũ Lão Hội. Lữ Phạm nghe vậy liền ngơ ngẩn. Sau đó mồ hôi trên trán hắn liên tục rơi xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lý Phàm thấy vậy, trong lòng đã có đáp án rồi. Quả nhiên là do tên thư sinh đó bày trò. Ngũ Lão Hội quả là rất biết cách khống chế lòng người. Miệng Lữ Phạm lẩm bẩm nói, thủ đoạn quá lợi hại, nếu không được đạo hữu nhắc nhở, rất có thể ta sẽ không thể tự mình phát giác được. Một lúc sau, Lữ Phạm thở dài một hơi, khó trách Ngũ Lão Hội an tâm cho phép chúng ta tự do rời khỏi. Cho dù lúc này ta biết suy nghĩ của mình đã bị ảnh hưởng, cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ đó. Cho dù biết rằng Vạn Tiên Minh mới là cố hương, lại không thể sinh ra suy nghĩ muốn trở về. Lữ Phạm đang không ngừng làm nhảm, lại bất ngờ phát hiện Lý Phàm đã bay xa rồi. Tiêu đạo hữu định đi đâu á, dẫn ta theo với. Nhất Tâm Tiên Tông, Lý Phàm trả lời mà vẫn chẳng ngoái đầu. Chương 502, Giò La Ngũ Lão Hội. Lãnh địa Ngũ Lão Hội, trước mắt, hắn chỉ biết có bốn khu vực lớn, Vô Ưu Nhạc Thổ, Chân Thực Chi Quốc, Nhất Tâm Tiên Tông, Nhân Đạo Thiên Cảnh. Nơi cuối cùng hắn vẫn chưa biết chính xác vị trí. Lúc thư sinh giảng dạy cũng chưa từng nhắc qua, rất là thần bí. Hiện tại mà nói, tìm hiểu về Chân Thực Chi Quốc với Nhất Tâm Tiên Tông có nguy hiểm cao nhất. Ngược lại, Nhân Đạo Thiên Cảnh với Vô Ưu Nhạc Thổ lại chẳng có uy hiếp gì. Lý Phàm biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn hướng về núi hổ mà đi, tất nhiên là vì hắn đã để tâm đến Triệu Sư Tỷ từ lâu. Thôi đi, nguyên nhân thực sự là nhân cơ hội có thể điều khiển con rối bằng một sợi ý thức, muốn đi đến địa bàn của Nhất Tâm Thiên Tôn nghiên cứu hoàn cảnh ở đó. Từ trải nghiệm của kiếp trước mà Lý Phàm biết được, dưới lực lượng khống chế của Triệu Sư Tỷ, những cá thể đơn độc sẽ liên tiếp thành một chỉnh thể, đó gọi là vạn chúng một lòng. Không cần phải hỏi, khi một cá thể bị dung nạp, hoặc là bị cắn nuốt, sau khi hắn gia nhập vào Triệu Sư Tỷ thì những trải nghiệm trước kia cùng cả ký ức đều bị cả đoàn thể cộng hưởng. Điều này đối với Lý Phàm, người sở hữu hoàn chân là điều không thể nào chấp nhận được. Cho nên đối với cơ thể chính mà nói, mức độ nguy hiểm của Nhất Tâm Tiên Tông còn cao hơn cả Chân Thực Chi Quốc. Nhưng mà, nếu dùng con rối tiêu tu vận này để tiến hành điều tra, mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Do những cân nhắc dưới đây, theo lời kể của thư sinh thì tu sĩ trong Nhất Tâm Tiên Tông không phải tất cả đều đã trở thành một bộ phận của Triệu Sư Tỷ. Là một trong những thợ săn cường hãn nhất thế gian, Triệu Sư Tỷ cũng rất là kén ăn. Chỉ có những tu sĩ cực kỳ tinh nhuệ trong lãnh thổ, thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mới có tư cách bước vào Tiên Tông trong truyền thuyết.
Cho dù một số tu sĩ bình thường thì vị tiên tôn này cũng không dễ dàng dung nạp, huống chi chỉ là một con rối được làm từ gỗ. Do vậy nên khả năng Lý Phàm bị nhắm tới là cực kỳ nhỏ. Hai là vì con rối này là một trong những phân thân của Tiêu Tu Vận, có thiết kế ám môn tự hủy. Lỡ như Triệu sư tỷ ăn sơn hào hải vị chán rồi, muốn ngẫu nhiên thử chút thanh đạm, cắn nuốt con rối này. Cuối cùng có được cũng chỉ là một gốc cây khô mà thôi. Sợi thần thức ký gửi trên đó sớm đã tự tiêu tan rồi. Tất nhiên cũng không thể đánh giá thấp lực lượng khủng bố của Trường Sinh Thiên Tôn. Lý Phàm một đường bay nhanh về hướng Bắc, giữa chừng còn chủ động tiến hành cắt giảm sợi thần thức này. Loại bỏ những ký ức trước kia trong ý thức, chỉ giữ lại ý nghĩ đi đến Nhất Tâm Tiên Tông mà thôi. Tất nhiên tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, vốn dựa vào một sợi ý thức miễn cưỡng khống chế thân thể này. Trải qua quá trình liên tục bị cắt giảm, kết quả là trông Tiêu Tu Vận trở nên vô cùng khờ khạo, không có vẻ thông minh chút nào. Nhưng chỉ cần có thể truyền về tất cả những gì nhìn thấy nghe thấy cho bản thể là đủ rồi. Lý Phàm khống chế cơ thể con rối tiến về hướng Nhất Tâm Tiên Tông. Tiêu đạo hữu, chờ ta với. Không lâu sau Lữ Phạm thở hồng hộc đuổi tới. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là muốn đi cùng ngươi. Tuy nghe nói Vô Ưu Nhạc Thổ có rất nhiều những thứ đồ chơi hiếm lạ, nhưng nếu có thể tận mắt chứng kiến phong hoa tuyệt đại của Triệu sư tỷ thì cũng không tệ. Trong mắt Lữ Phạm phục hoa một chút chờ mong. Lý Phàm quay qua nhìn, hững hờ hỏi, đạo hữu là ai vậy? Lữ Phạm không tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng thấy Lý Phàm không có vẻ như đang nói đùa, sau khi tỉ mỉ quan sát, hắn chỉ ngỡ rằng con rối của Tiêu Tu Vận đã xảy ra vấn đề gì đó. Vậy nên hắn đành phải tự giới thiệu một lần nữa. Lý Phàm cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, giữ nguyên tốc độ bay đi. Lữ Phạm không tránh khỏi có chút ấm ức, đã mở lời rồi thì cũng không tiện rút lại lời đã nói. Một đường không chuyện trò, liên tục tiến gần đến địa giới Nhất Tâm Tiên Tông. Trong lãnh địa Ngũ Lão Hội, tất nhiên có truyền tống trận, nhưng đều được đặt ở thành trấn trong các châu thành. Những tu sĩ Vạn Tiên Minh vốn chưa thuần phục, tất nhiên không có tư cách sử dụng. Khác với Vạn Tiên Minh, trong mỗi một châu, Ngũ Lão Hội đều không thiết lập trung tâm tiên thành, thay vào đó là phân tán đều ở khắp nơi, người phàm với tu sĩ đều cùng sống trong một thành trấn lớn. Thành thị được chia thành hai khu vực nội ngoại, được phân cách bởi một vòng tường thành cao, tu sĩ sống ở nội thành, người phàm ở ngoại thành, đôi bên không ảnh hưởng lẫn nhau. Trừ thành trấn với núi rừng, còn có các loại kiến trúc động phủ, sơn môn của tu sĩ. Chỉnh thể được bố trí khá giống với tu tiên giới thời thượng cổ. Phong tục khác hẳn, điều duy nhất tương tự là tuyến phân cách chọc trời giữa các châu tường chắn xương trắng. Vị trí nơi Lý Phàm đang đứng là châu vô định của nhân đạo thiên cảnh. Chỉ cần xuyên qua bức tường xương trắng cắn nuốt tuổi thọ là sẽ đến được châu huyền âm lân cận. Khiến Lý Phàm có chút kinh ngạc là bên cạnh tường chắn xương trắng lại tụ tập không ít người. Cứ như những thương nhân người phàm vậy, họ đang giao bán thứ gì đó. Phổ Hiền Chân Chu, 3 vạn điểm thần hồn một chiếc, mua 2 tặng 1, lượng lớn không cần lo. Những vị muốn vượt qua tường chắn xương trắng đến xem đê, chỉ cần 100 điểm thần hồn là đã có thể cùng ngồi Phổ Hiền Chân Chu, tiết kiệm được 15 ngày tuổi thọ. 100 điểm thần hồn, mua rồi không lỗ, mua không được mới là thua thiệt. Cung ứng số lượng lớn phục vụ cho thuê Phổ Hiền Chân Chu, người có ý định nhanh đến liên hệ. Những tiếng giao bán trầm trầm bổng bổng, chẳng khác gì phiên chợ của người phàm, rất là huyên náo. Thứ mà bọn họ giao bán đã gây chú ý cho Lữ Phạm. Tiêu đạo hữu, nhanh đến đây xem. Cư nhiên lại là phi thuyền được tạo từ số lượng lớn Phổ Hiền Chân Diệp. Lữ Phạm sau khi xem xét một lúc không tránh khỏi kinh ngạc hô hoán. Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Lý Phàm khi đã mất đi ký ức, hắn đành nhẫn nại giải thích, cuộc sóng gió được tạo nên bởi cỏ Phổ Hiền Chân Diệp, đó là do có tin tức truyền ra. Khi dùng loại nguyên liệu này để chế tạo thành pháp khí có thể làm giảm mức độ bị xương trắng cắn nuốt thọ nguyên, giá trị của nó mới không bị tuột đến mức thấp nhất. Nhưng đây chỉ là một số tin đồn nhỏ, ta vẫn chưa thấy qua pháp khí thật sự có tác dụng như vậy. Thật không ngờ Ngũ Lão Hội này, đâu đâu cũng có. Vốn hy vọng Lý Phàm sẽ đáp lời, ngờ đâu hắn vẫn mang dáng vẻ khờ khạo như cũ. Phát hiện mình chẳng khác gì gà nói với vịt, Lữ Phạm quay qua hỏi tu sĩ thương nhân. Thứ gọi là điểm thần hồn chính là tiền tệ của Ngũ Lão Hội, cũng cùng một ý tứ với đỉnh hiến độ của Vạn Tiên Minh. Chỉ cần gia nhập Ngũ Lão Hội là có thể miễn phí nhận công pháp, nhưng đổi lại cần phải ký kết hồn khế. Nghe nói chỉ cần tích lũy đủ điểm thần hồn là có thể giải trừ hồn khế, chuộc thân cho mình.
nhưng rất ít tu sĩ có thể làm được điều này. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều lựa chọn dùng điểm thần hồn để đổi lấy công pháp cao hơn, tăng cường năng lực kiếm điểm thần hồn của bản thân. Không những chỉ là bán thân, trao đổi bình thường ở ngũ lão hội và cả những phương diện trong sinh hoạt, tất cả đều dính líu đến khế ước. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, Kho Vũ Khí Tiên Tông. Ở thời thượng cổ, tu sĩ muốn làm gì cũng không có nhiều cấm kỵ. Diệt sát một phương sinh linh để luyện hóa thành pháp khí, hủy sơn nấu biển, đốt rừng ngập đất, không cần giữ lời hẹn ước, nói lời nuốt lời, giết người cướp của, chỉ biết lợi nhuận. Những chuyện như vậy đều quá bình thường. Nguyên nhân thực sự của nó là do một khi tu luyện đến cảnh giới càng cao, thực lực của bản thân không ngừng tăng trưởng, những ràng buộc trên người họ ngày càng ít hơn. Một vị tu sĩ hóa thần, để ý đến dị bảo mà một tu sĩ trúc cơ vô tình có được, hắn có thể dễ dàng diệt sát tu sĩ trúc cơ để cướp đoạt dị bảo, chiếm thành của riêng. Trước tình huống như vậy lại có bao nhiêu người chọn cách giao dịch để có được dị bảo chứ? Cũng cùng lý do đó, khi một tu sĩ trúc cơ, khi gặp phải một tu sĩ hóa thần cường hãn hơn mình quá nhiều, muốn trao đổi một vật gì đó, hắn dám không đồng ý sao? Nếu như đối phương nuốt lời, lật mặt không nhận, thì hắn có biện pháp gì đây? Chỉ đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, thậm chí còn mừng thầm vì đối phương không đoạt mạng của mình. Thực lực của hai bên trao đổi nếu như ở trạng thái không tương xứng, thì tính công bằng của trao đổi cũng không cách nào bàn tới được. Nhưng trong ngũ lão hội, thậm chí ngay cả huyền hoàng giới, tình huống như vậy đã bị cải biến hoàn toàn. Chính là nhờ vào tồn tại của các loại khế ước. Tu sĩ ngũ lão hội ký vào thần hồn khế khi bán thân, Lý Phàm cũng từng sử dụng qua một lần thương khế, có khế ước đặc biệt màu vàng kim dùng để mua bán công pháp. Loại lực lượng thần bí hiện hữu ở mọi nơi này đủ sức gây hạn chế cho các tu sĩ. Cho dù là tu sĩ họp đạo cũng không thể nào đối kháng được với lực lượng khế ước, một khi đã ký thì nhất định phải tuân theo. Dưới ảnh hưởng của khế ước, nhờ đó có thể xây dựng được trật tự. Nếu nói Thiên Huyền Kính, Diễn Pháp Giác là gốc rễ của Vạn Tiên Minh, thì khế ước lại là mạch máu của ngũ lão hội. Lại nói về điểm thần hồn thực chất là mượn trong khế ước một loại năng lượng đặc biệt nào đó, nó bị giấu sâu trong thần hồn. Trừ tác dụng trao đổi hàng ngày, nó còn một tác dụng đặc biệt, có thể tiêu hao điểm thần hồn để mở kho vũ khí tiên tông. Ở nơi này, vô số công pháp, điển tịch, chân bảo có nguồn gốc từ tiên tông thời thượng cổ đều có thể mặc sức chuyển đổi. Càng đáng nói hơn nữa, trong kho vũ khí tiên tông vẫn còn giữ được chân thực ảo cảnh của khá nhiều tông môn thời thượng cổ. Thứ tạo ra chân thực ảo cảnh là một loại lực lượng khá giống với viên tiên cảnh. Ở đó, tu sĩ có thể dạo bước vào những tông môn thượng cổ vốn đã diệt tuyệt từ lâu, trong tông môn vẫn còn hiện diện hình ảnh của những tu sĩ thượng cổ, đa số bọn họ không còn thần trí, chỉ là những cái vỏ rỗng, nhưng khi chiến đấu thì uy năng phát ra từ mỗi hành động của bọn họ gần như giống hệt với người thật. Tu sĩ ngũ lão hội có thể tiêu hao điểm thần hồn để có thể liên tục, lặp đi lặp lại tỉ thí với tu sĩ thượng cổ, nâng cao chiến đấu lực của bản thân. Đồng thời trong kho vũ khí tiên tông, tất cả những thương thế đều không ảnh hưởng đến cơ thể ngoài hiện thực, chỉ tạo thành một chút vết thương nhẹ cho thần hồn mà thôi. Càng tuyệt diệu hơn nữa là vết thương thần hồn này cũng có thể dùng điểm thần hồn để chữa trị. Theo lý luận mà nói, nếu có đủ số lượng điểm thần hồn thì cho dù là một người phàm chỉ vừa tu luyện không bao lâu, cũng có thể trở nên vô cùng cường hãn trong cuộc chiến. Có hồn khế để ràng buộc, ngũ lão hội không cần phải như Vạn Tiên Minh, cố ý áp chế chiến đấu lực của đa số tu sĩ. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều không phải miễn phí, tu sĩ cần phải tự mình đi tranh giành. Lúc này ở biên giới Châu Vô Định, bên cạnh bức tường xương trắng, Lữ Phạm đang nhìn ngắm các loại phổ hiền chân chu khác nhau, không tránh khỏi động lòng. Tiếc là không phải thành viên của ngũ lão hội, nửa điểm thần hồn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, thập phần ngưỡng mộ. Lúc này có một người buôn bán nhỏ đến chuyện trò, hai vị đạo hữu này có lẽ là ở bên Vạn Tiên Minh, vẫn chưa gia nhập ngũ lão hội chúng ta phải không? Lữ Phạm nghe vậy có hơi biến sắc. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng, gật đầu, đúng vậy. Không biết nên gọi đạo hữu thế nào, ngươi làm cách nào lại có thể nhận ra được? Người buôn bán nhỏ kia kéo hai người đến cạnh quầy hàng của mình, nói, hai vị không cần phải lo lắng như vậy. Tại Hạ Cốc Bân Lương, chuyên môn làm một số việc mua đi bán lại,
còn về việc làm sao có thể nhận ra. Cốc Bân Lương mỉm cười, có từng ký thần hồn khế hay chưa, cho người khác cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Vừa hay nghe nói gần đây vừa bắt được một số tu sĩ Vạn Tiên Minh đang tiến hành quy giới, cho nên mới đoán như vậy. Nhìn Lữ Phạm có chút lo âu, Cốc Bân Lương lại nói, thực chất, đối với tu sĩ Vạn Tiên Minh, đa số thành viên Ngũ Lão hội chúng ta đều không có địch ý gì. Dù sao thì trước kia cũng không ít tu sĩ bị bắt làm tù binh, thông qua quy giới, mới biết hối cải, nhận rõ hiện thực, cuối cùng trở thành một thành viên của Ngũ Lão hội chúng ta. Mà số người này còn trung thành hơn cả những thành viên bình thường nữa đó. Lữ Phạm nghe vậy sắc mặt không tránh khỏi có chút khó coi. Cốc Bân Lương cũng là một cao thủ biết nhìn sắc mặt, lập tức bỏ qua đề tài này, quay qua hỏi, đạo hữu có phải khá động lòng với Phổ Hiền Chân Chu, nhưng túi tiền lại ngượng ngùng, không có điểm thần hồn. Đích thực như vậy, Lữ Phạm gật gật đầu, vậy cũng không có vấn đề gì, không có điểm thần, hồn, có lẽ đạo hữu có một ít chế thức linh thạch phải không? Cốc Bân Lương mỉm cười hỏi, thứ này quả thật có một ít. Lữ Phạm có chút vui mừng trả lời, nhưng ngay sau đó lại hiện ra một chút nghi ngờ, Ngũ Lão hội các ngươi cũng sử dụng chế thức linh thạch. Hà hà, đạo hữu thật là, nếu đã là chế thức linh thạch tất nhiên là do Vạn Tiên Minh với Ngũ Lão hội liên hợp chế tạo, đều được song phương thống nhất chấp nhận. Nhưng tu sĩ Ngũ Lão hội chúng ta thường không dùng tới, lấy nó để quy đổi thành điểm thần hồn, thật ra cũng có một chút rắc rối. Vậy nên có một số người không giao dịch bằng nó. Nhưng đối với ta mà nói, lại chẳng sao cả. Là một thương nhân chân chính, ta vẫn cần một số lượng chế thức linh thạch để thuận tiện giao dịch. Cốc Bân Lương giải thích, một thương nhân chân chính. Lữ Phạm lập tức hiểu được ý của đối phương. Vậy thì phiền đạo hữu lấy cho ta một chiếc Phổ Hiền Chân Chu. Cốc Bân Lương vung tay, vài chục chiếc phi thuyền rút nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt Lữ Phạm. Hắn nhiệt tình giới thiệu những điểm khác biệt của phi thuyền với Lữ Phạm. Không bao lâu sau, song phương vui vẻ hoàn thành giao dịch. Lữ Phạm vừa định rời khỏi, Cốc Bân Lương liền gọi hắn, trên người đạo hữu có còn vật gì khác không dùng đến. Đi lại trong lãnh địa Ngũ Lão hội, không có điểm thần hồn sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Ta có thể dùng điểm thần hồn để trao đổi với đạo hữu. Nói xong hắn lấy ra một bức tượng người mơ hồ, đây là hiển thế thiên tôn tượng, có thể dùng để cất giữ điểm thần hồn. Cho dù không phải là thành viên của Ngũ Lão hội, cũng có thể sử dụng nó để tiến hành giao dịch với những tu sĩ khác. Lữ Phạm nghe vậy có chút hứng thú, hắn liền tìm kiếm trong nhẫn chữ vật. Còn Cốc Bân Lương có gì mua nấy, chẳng chê món nào, chỉ cần Lữ Phạm chịu bán thì hắn chắc chắn sẽ mua. Trong hiện thế thiên tôn tượng, khi số lượng thần hồn điểm lưu trữ đến mức 5 vạn, Lữ Phạm cuối cùng cũng chẳng thể tìm được món gì để bán nữa rồi. Sau này nếu đạo hữu còn cần gì khác, có thể đến đây để tìm ta. Cốc Bân Lương cười híp mắt nhắn nhủ, đưa một linh phù truyền tin cho Lữ Phạm. Chương 504, Tiên Tông tìm nơi đâu? Kiểu dáng của linh phù truyền tin lại giống hệt với Vạn Tiên Minh. Lữ Phạm cẩn thận cất giữ, sau đó mang theo Lý Phàm có vẻ như vẫn đang ngẩn người luôn đứng yên bên cạnh hắn. Hắn điều khiển Phổ Hiền Chân Chu, xông vào bức tường xương trắng. Xung quanh là một vùng trắng xóa, cho dù tốc độ cực kỳ nhanh, cũng không thể nào thông qua thị giác để cảm nhận được. Bên trong phi thuyền, Lữ Phạm nhắm hờ mắt, có vẻ như đang cảm ứng điều gì đó. Chờ khi Phổ Hiền Chân Chu xông ra khỏi Phệ Nguyên Bạch Vụ, hắn đầy vẻ hưng phấn mở mắt, số tuổi thọ bị trôi mất lại có thể từ 15 ngày giảm xuống chỉ còn một ngày. Gần như có thể không cần tính toán rồi, quả là đáng giá. Có được thứ này, bức tường xương trắng sẽ không còn ngăn trở được tu sĩ, chúng ta nữa. Từ đây trời đất tuy rộng lớn nhưng chúng ta đều có thể đi, sẽ không cần phải lo lắng tuổi thọ bị tiêu hao rồi. Trên mặt Lữ Phạm không tránh khỏi có chút tiếc nuối, đáng tiếc là thứ này vốn do Vạn Tiên Minh chúng ta phát hiện trước, thế nhưng lại bị Ngũ Lão hội giành được cơ hội phổ cập sử dụng. Đích thực là một thứ tốt, nhưng chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, vẫn nên nhanh chóng đi đến Nhất Tâm Tiên Tông thôi. Lúc này thân thể con rối vẫn còn lưu lại một tia chấp niệm đưa ra lời hối thúc. Hey hey, xem ra Tiêu đạo hữu còn nóng lòng hơn ta nữa. Lữ Phạm trước tiên có hơi bất ngờ, sau đó lộ ra biểu tình ta đây hiểu rõ vì sao. Hắn liền gia tăng tốc độ bay về hướng Bắc. Lãnh địa Ngũ Lão hội, giống hệt với Vạn Tiên Minh, đất rộng người hiếm. Trên đường đi, thường thì hơn nửa ngày cũng chưa chắc đã thấy được một tu sĩ khác.
Cho dù từ xa có nhìn thấy được vệt ánh sáng do tu sĩ khác phi độn thì song phương cũng sẽ có ý tránh nhau. Lữ Phạm từng lo lắng sẽ có tu sĩ ngũ lão hội đến gây phiền phức, nhưng lại chưa từng phát sinh. Cứ như thế, một đường bình an vô sự xuyên qua mười mấy châu, một lần nữa bay ra khỏi tường chắn xương trắng, Phổ Hiền Chân Chu lại bất ngờ mất đi khống chế, rơi thẳng xuống mặt đất. May là Lữ Phạm phản ứng kịp thời, bay ra khỏi thuyền, trước khi nó rơi xuống đất, vội thu hồi cất vào nhẫn chữ vật. Nơi đây, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, chau mày. Vùng đất này có chút khác biệt so với những nơi đã từng đi qua. Khác nhau chỗ nào thì không thể nói chính xác được. Nó chỉ là một cảm giác kỳ lạ, rất rõ ràng, tuyệt đối có tồn tại nhưng lại không thể diễn tả được. Nơi đây là Nhất Tâm Tiên Tông sao? Lý Phàm cũng đang nhìn ngắm xung quanh, giọng nói cũng khôi phục linh động như trước. Trước tiên thử nghe ngóng tình huống đã, Lữ Phạm đề nghị. Cũng tốt, Lý Phàm gật đầu đáp ứng. Vậy nên hai người liền du ngoạn ở Vọng Nguyệt Châu. Bố cục ở nơi này cũng giống với Nhân Đạo Thiên Cảnh, đại đa số nhân khẩu phân bố trong vô số thành trấn, tu sĩ với người phàm độc lập sinh sống. Nhưng trong quá trình du ngoạn, Lý Phàm với Lữ Phạm đều phát hiện được một số nơi không bình thường. Trong Nhất Tâm Tiên Tông này có vẻ như quá ư, hòa thuận, chiến đấu, tranh cãi, những điều này quá bình thường trong giao tiếp nhưng trong Vọng Nguyệt Châu lại cứ như không hề tồn tại. Thậm chí ngay cả việc trả giá giữa hai bên mua bán cũng không hề có. Một đường đến đây, ai nấy đều khách khách khí khí, đối đãi với người khác rất tốt. Tuy cảnh tượng như vậy trông có vẻ vô cùng ấm áp, cảm động, nhưng lọt vào mắt Lý Phàm, người đến từ bên ngoài, lại có chút quỷ dị rồi. Do cẩn trọng, hai người cũng giả vờ khoác lên người dáng vẻ tươi cười hòa ái, chỉ mong rằng không quá khác biệt với mọi người. Đồng thời âm thầm tìm hiểu những tin tức thật sự về Nhất Tâm Tiên Tông. Trên vùng đất này, đây không phải là một bí mật gì. Chỉ là, khi có được đáp án từ mọi người, lại khiến cho bọn Lý Phàm cảm thấy khó tưởng tượng được. Tất cả những người ở đây, từ nhỏ đã biết được sự tồn tại của Vệ Đại Tiên Tông. Bọn họ cho rằng vinh quang cao nhất của đời người là có thể gia nhập Vệ Đại Tiên Tông. Nhưng rốt cuộc tông môn này nằm ở nơi nào, thông qua biện pháp gì mới có thể gia nhập, bọn họ lại không biết gì cả. Chỉ có một điều khiến bọn họ luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Đó là chỉ cần thành tâm, chỉ cần đủ ưu tú là có thể nhận được sự chú ý của Thiên Tôn Đại Nhân, được chọn để gia nhập vào Vệ Đại Tiên Tông. Cách nói này nghe có vẻ quá trừu tượng, khiến Lý Phàm với Lữ Phạm cảm thấy có chút bất lực. Rời khỏi Vọng Nguyệt Châu, trong vòng hơn một tháng, bọn họ lại du ngoạn đến một vài châu khác trong Nhất Tâm Tiên Tông. Bọn họ phát hiện ngôn từ của những người ở nơi đây đều giống nhau một cách kinh khủng, khiến hai người vốn có chút mong chờ giờ lại sinh ra chút thất vọng. Tiêu đạo hữu, chúng ta vượt qua mười mấy châu mới đến nơi này, chẳng nhẽ không thể gọi là thành tâm hay sao? Châu Tàn Hồng, nội thành Vị Xương, trong một tửu lâu, Lữ Phạm uống cạn một chung linh tửu, có chút chán nản hỏi Lý Phạm. Lý Phạm cứ ngơ ngẩn không trả lời, hoặc là do thực lực của chúng ta vẫn chưa tới, không đạt đến tiêu chuẩn chọn lựa của Triệu Sư Tỷ. Thần sắc Lữ Phạm có chút mê mang, lẩm nhẩm tự hỏi. Tuy Lý Phàm chỉ là một sợi tàn niệm nhưng khi nhìn Lữ Phạm mơ hồ có phần ngây dại, tận mắt chứng kiến biến hóa tâm lý của hắn, nên đã phát giác được chút không bình thường. Lúc bắt đầu, hắn ôm tâm lý có thì tốt không có thì thôi, quyết định đi theo Lý Phàm đến đây chủ yếu là muốn du ngoạn. Đối với vị Triệu Sư Tỷ mỹ diễm vô song, phong hoa tuyệt đại, Lữ Phạm chỉ có ý tưởng trêu chọc mà thôi, chứ không hề thật sự ngưỡng mộ. Dù gì thì mỹ sắc đối với tu sĩ mà nói thua xa cảnh giới với tu vi. Nhưng từ khi đến lãnh thổ Nhất Tâm Tiên Tông, Lữ Phạm lại âm thầm phát sinh một biến hóa nào đó. Hắn ngày càng trở nên hứng thú đối với Triệu Sư Tỷ và Vệ Đại Tiên Tông. Càng tiếp xúc càng biết nhiều, thì cái cảm giác cầu mà không được, nên lại càng muốn có được trong tay đang liên tục ăn sâu vào đầu óc hắn, khiến hắn nhớ nhung không thể quên, ăn không ngon ngủ không yên. Thế nên giờ đây hắn cứ như sắp phát cuồng, gần như đã lạc mất bản thân. Ngược lại trong lòng con rối này vốn chỉ giữ lại chấp niệm gia nhập Nhất Tâm Tiên Tông thì không bị ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng Lý Phàm lại không nhắc nhở Lữ Phạm. Không phải do hắn không niệm tình giữa hai người mà do Lý Phàm hiểu rõ, bị lực lượng Thiên Tôn âm thầm dần dần ảnh hưởng, không chỉ một vài lời khuyên giải là có thể thay đổi được. Nói không chừng khi nhắc nhở về biến hóa của hắn thì hắn lại còn tự đắc nữa đó chứ. Khi hai người vẫn còn đang chau mày ủ mặt, ai nấy đều vô biểu tình ngồi yên, đối mặt với nhau,
ngoài đường lại bất ngờ vang lên một trận huyên náo. Châu Tàn Hồng Vạn Tái Lai lấy tu vi kim đan liên tiếp đánh bại 36 tu sĩ Nguyên Anh ở Châu Nghi Lữ, gây nên sự chú ý cho Tiên Tôn Đại Nhân, thành công gia nhập Tiên Tông. Không hổ danh là thiên kiều của Châu Tàn Hồng chúng ta, thật khiến chúng ta hả giận mà. Ha ha, lần này số lượng đệ tử Tiên Tông của Châu Tàn Hồng chúng ta sắp vượt qua Châu Nghi Lữ rồi nhỉ. Xem lần này bọn chúng còn có thể diệu võ dương oai nữa không. Tiếng bàn tán bên ngoài không ngừng vang đến, hai người Lý Phàm bọn họ nhìn nhau, ngay lập tức chú ý lắng nghe về nguyên do của sự việc. Ta hiểu rồi, chỉ cần làm ra một số việc đặc biệt, thu hút được ánh mắt của Triệu Sư. Thiên Tôn Đại Nhân là có thể gia nhập Tiên Tông, Lữ Phạm như bừng tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, tiền tài có thể sai thần. Cứ như có một cơ quan vừa được mở ra vậy, Lữ Phạm cực kỳ hưng phấn, lẩm bẩm một mình, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhưng chỉ một chút sau hắn lại trở nên có chút chán nản, kim đan thắng Nguyên Anh, ta làm không được á. Ánh mắt có chút lạc lõng, nhìn đôi tay mình mà miệng cứ lải nhải, không được, ta nhất định phải gặp Thiên Tôn Đại Nhân. Phải tìm một biện pháp. Lý Phàm thấy hắn ngày càng trở nên điên dại, không nhịn được mà phải mở lời nhắc nhở, Lữ đạo hữu. Lời vẫn chưa dứt thì đã thấy hắn đứng phắt dậy. Cũng không thèm để ý đến Lý Phàm đang ngồi bên cạnh, bay thẳng ra khỏi tửu lâu, hét lớn, Lữ Phạm thuộc diễn võ đường, ở biển Tùng Vân, Vạn Tiên Minh đang ở đây, ai dám đến đây cùng ta chiến đấu. Nghe thấy vậy, Lý Phàm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Con đường lớn ở thành Vị Xương vốn đang huyên náo ồn ào bất ngờ trở nên tĩnh lặng như tờ. Chỉ còn thân hình hiên ngang của Lữ Phạm đứng ngạo nghễ giữa không trung. Sau một lúc tĩnh lặng ngắn ngủi, đoàn người cứ như chảo dầu nóng bị xối nước, một tu sĩ kim đan nhỏ bé cũng dám nói sằng nói bậy. Tu sĩ Vạn Tiên Minh đều dũng mãnh như vậy sao? Từ lúc nào mà thứ chó của Vạn Tiên Minh lại dám phách lối ở chỗ Ngũ Lão hội chúng ta như vậy? Một vị Nguyên Anh râu quai nón đầy mặt, thân hình vạm vỡ tức giận nói, lúc này đã bay đến trước mặt Lữ Phạm, muốn ra tay giáo huấn hắn một trận. Lữ Phạm cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí, cao giọng đáp, ta Kim Đan, ngươi Nguyên Anh, Ngũ Lão hội đều giống ngươi như vậy, thích ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Muốn đánh cũng được, để tu sĩ Kim Đan tới đây. Lữ Phạm cố ý khiến giọng nói vang vọng khắp thành Vị Xương. Ngươi! Vị tu sĩ Nguyên Anh kia bị cứng họng, biểu tình trên mặt liên tục biến đổi, cuối cùng lại chỉ hắng giọng một tiếng rồi thôi chứ không chọn cách cưỡng chế động thủ. Đáp xuống mặt đất, hắn quay qua đám người xung quanh, tức, giận hỏi, tu sĩ Kim Đan Châu Tàn Hồng chúng ta đâu, đều chết hết rồi hả? Mọi người lúc này mới đồng loạt sực tỉnh. Một vị tu sĩ trẻ áo xanh bay đến, tại hạ Khưu Giác Mạch của La Nhân Bang, mong được Lữ đạo hữu chỉ giáo. Hắn chắp tay chào, rồi cũng không chờ Lữ Phạm hồi đáp, trực tiếp phát ra một ngọn phi kiếm xông thẳng về phía đối phương. Kiếm quang màu xanh vô thanh vô thức, gần như lập tức đã đến trước mặt Lữ Phạm. May là Lữ Phạm phản ứng thần tốc, né người, vừa vặn tránh khỏi đường công kích của phi kiếm. Ngươi đánh lén. Lữ Phạm tỏ ra tức giận. Sinh tử tương đấu, tất nhiên là phải dồn toàn lực. Làm gì có chuyện đánh lén mà nói. Đạo hữu cẩn thận. Sau tiếng hét lớn của Khưu Giác Mạch, 33 đường kiếm quang được phân ly từ phi kiếm sau lưng Lữ Phạm. Chúng cứ như vật có sự sống, ngay lập tức hợp thành kiếm trận mang hình dạng mãnh hổ, tấn công về hướng Lữ Phạm. Lữ Phạm hừ lạnh một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng nhạt màu đồng, thân thể cũng lập tức bành trướng ra gấp mấy lần. Một bàn tính xuất hiện trong tay hắn, Lữ Phạm gạt nhẹ, phát ra âm thanh lách cách. Thiên hạ đông đảo, tất cả đều hướng về lợi nhuận. Miệng lẩm nhẩm, mỗi lần tay gạt hạt châu đều xuất hiện một đồng tiền tròn lỗ vuông. Trong tích tắc, 33 đồng tiền thành hình, vạch ra những đường sáng xanh lục giữa không trung, trước sau đón lấy phi hổ kiếm trận. Khưu Giác Mạch biến sắc, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, muốn điều khiển kiếm trận tránh khỏi những đồng tiền có chút quỷ dị đó. Nhưng ánh sáng lục kia nhanh vô cùng, gần như lập tức đã chia ra đập vào 33 ngọn phi kiếm. Không hề phát ra âm thanh va chạm, khi đồng tiền tiếp xúc với phi kiếm liền bất ngờ biến mất không thấy nữa. Nhưng ngay sau đó, không, Khưu Giác Mạch còn chưa kịp nói chữ ổn thì đã thấy 33 ngọn phi kiếm đồng loạt chuyển phương hướng. Kiếm trận vốn do hắn điều khiển, giờ đây đang công kích ngược lại hắn.
Đồng thời, tốc độ so với lúc hắn điều khiển còn nhanh hơn vài phần. Do không kịp chuẩn bị, hắn bị 33 đường kiếm quang đi xuyên qua người. Máu tươi tuôn trào, thân thể khưu giác mạch nghiêng ngả, cuối cùng vẫn không thể kiên trì, rơi xuống mặt đất. Phi hổ kiếm trận cũng theo đó mà mất đi khống chế, liên tục rơi rớt. Mọi người xung quanh phát ra một loạt kinh hô. Nhường nhịn rồi, Lữ Phạm đeo bảng tính sau lưng, ngạo nghễ nói. Khưu huynh, bằng hữu của khưu giác mạch vội vàng đến kiểm tra trạng thái của hắn, phát hiện Lữ Phạm vào lúc quan trọng đã nương tay, giữ cho hắn một mạng. Nhục nhã, còn không mau kéo hắn đi. Đúng á, thua như vậy cũng quá nhanh rồi. Khưu giác mạch bị trọng thương, lại không hề nhận được sự đồng tình của những người khác. Ngược lại, bọn họ còn không ngừng chê trách, ánh mắt mang đầy sự chế nhạo. Bằng hữu của khưu giác mạch đỏ mặt, nhưng cũng không dám khiến mọi người tức giận, đành lủi thủi đỡ lấy khưu giác mạch nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ta lại, một tu sĩ áo xám bay lên, lời nói lộ ra chút tức giận. Có bài học trước mắt, lần này hắn không sử dụng pháp khí. Hắn triển hiện kim đan pháp tượng, không ngừng triệu hoán liệt hỏa để công kích. Tiền tài có thể sai thần. Ai ngờ sau khi Lữ Phạm khẩy bàn tính, những đồng tiền thi nhau rơi vào trong ngọn lửa. Nó vốn đang bừng cháy đỏ rực, giờ đây lại bị nhiễm chút màu xanh lục quỷ dị. Sau đó, ngọn lửa thần thông của hắn mất đi khống chế, phản phách chính mình. Cuối cùng sau tiếng kêu thảm, tu sĩ áo sáng cũng bại một cách thê thảm. Kẻ thứ hai ứng chiến cũng nhanh chóng bại trận, khiến âm thanh khiển trách của những người nơi đây trở nên nhỏ hơn nhiều. Vị Lữ đạo hữu này quả là cũng có chút bản lãnh. Lý Phàm lúc này đang theo dõi cuộc chiến, không tránh khỏi cũng có chút bất ngờ. Sau một hồi vắng lặng, lại xuất hiện một vị ứng chiến. Âu Thiên Diệp ở Châu Tàn Hồng xin được chỉ giáo. Lần này Lữ Phạm không trực tiếp động thủ, mà lại lớn tiếng chất vấn, ngũ lão hội các ngươi đánh không lại nên định xa luân chiến phải không? Khi thế Âu Thiên Diệp bất ngờ ngưng động, cưỡng hành đem chiêu thức vốn đã ra tay thu hồi trở lại. Hắn trầm giọng nói, đạo hữu nghỉ ngơi một lúc, chờ khi hoàn toàn khôi phục, chúng ta mới tiếp tục chiến đấu. Lữ Phạm không thèm để ý hắn, chỉ nhắm mắt vận khí tu luyện hồi sức. Không bao lâu sau, hai người mới đồng loạt ra tay giao đấu. Kết quả vẫn là Lữ Phạm đoạt được thắng lợi. Nhưng Âu Thiên Diệp cũng không phải đơn giản, chiêu thức, pháp thuật vô cùng vô tận. Mỗi một chiêu khi bị Lữ Phạm hóa giải, hắn sẽ lập tức sử dụng một chiêu pháp thuật khác. Lữ Phạm phải mất khá nhiều công phu mới may mắn đoạt thắng. Đạo hữu rất có bản lĩnh. Sau khi dùng hết các chiêu thức, tự biết mình không thể địch lại, Âu Thiên Diệp mới chấp tay chủ động nhận thua. Như nhau như nhau. Lần này giọng nói của Lữ Phạm hòa thiện hơn nhiều. Tiếp đến, tu sĩ Kim Đan ở thành Vị Xương, người này kiếp người kia ứng chiến với Lữ Phạm, nhưng không ai khác biệt, toàn bộ đều bại trận. Cho dù giữa chừng có khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng phải liên tiếp đại chiến khiến sắc mặt Lữ Phạm cũng hiện lên chút bơ phờ nhợt nhạt. Dù vậy, dường như hắn không phát giác được mệt mỏi, trên mặt chỉ có nét hưng phấn không thể che đậy. Trong khi sự chú ý của thành Vị Xương đều tập trung vào cuộc chiến của Lữ Phạm, Lý Phạm lúc này đã không còn hứng thú để quan sát cuộc chiến, hắn đã đi đến một gian hàng nhỏ ven đường. Bí sử tu luyện thượng cổ, hắn cầm lên một quyển sách có họa tiết, đang mở ra xem xét. Chương 506, vào được Nhất Tâm Tông. Quyển sách này trước kia có lẽ mình đã từng đọc qua, chỉ là nội dung trong sách có vẻ như không giống lắm. Những hình ảnh trong sách vụt qua não hải, Lý Phàm bất ngờ cảm thấy vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, chau mày suy nghĩ. Xin hỏi đạo hữu, quyển sách này có những bản khác không? Hắn nhìn vị tu sĩ ngồi sau gian hàng nhỏ, đang tập trung tinh thần xem chiến đấu, hỏi. Vị tu sĩ bán sách vốn, có chút bực dọc, chờ khi quay qua nhìn rõ quyển sách trong tay Lý Phàm, trong mắt quét qua một chút thần sắc khác lạ. Đạo hữu nói đùa rồi. Quyển bí sử tu luyện thượng cổ do chính Thiên Tôn đại nhân soạn ra thì sao lại có những bạn khác được? Hắn liền phủ nhận. Cho dù điều khiển thân thể này chỉ là một sợi thần hồn bị cắt giảm đa số ký ức, nhưng khả năng quan sát lại là bản năng của hắn. Chỉ qua một cái nhìn, Lý Phàm đã dám khẳng định nghi đoán của mình. Ra giá đi. Hắn hạ thấp giọng trực tiếp nói. Người quen giới thiệu đến đó. Người bán sách nghe vậy, không tránh khỏi có chút do dự. Nhìn trái ngó phải một lúc, thấy tu sĩ toàn thành đều đang tập trung chú ý vào cuộc chiến trên trời cao, liền truyền âm, một vạn điểm thần hồn, hoặc số lượng linh thạch tương ứng cũng được. Không trả giá,
Lý Phàm theo quán tính định mò hướng nhẫn chữ vật để trả tiền, lại phát hiện bản thân chẳng có đồng nào, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có. Đạo hữu chờ ta một lúc, hắn áy náy nói một câu, sau đó lại trở về trong đoàn người. Chờ khi Lữ Phạm kết thúc chiến đấu, hắn mới bay lên trước nói rõ ý muốn của mình. Lại vừa thắng một cuộc, Lữ Phạm đang đắc ý, ngay cả biểu hiện chi li tính toán khi giao dịch cũng không còn nữa. Hắn phóng khoáng đưa một nhẫn chữ vật chứa đầy chế thức linh thạch cho Lý Phạm, vật ngoài thân mà thôi, Tiêu đạo hữu cứ cầm đi. Lý Phạm sau khi cảm tạ, phiêu hốt quay trở lại gian hàng trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Người bán sách thấy vậy, làm gì còn không biết mình đã bị lừa rồi. Hắn xanh mặt, lập tức thu dọn định rời đi. Thật là một chút thành tín của thương nhân cũng không có. Đạo hữu cứ như vậy mà đi thì ta sẽ hét lên đó. Lý Phàm truyền âm uy hiếp. Người bán sách lập tức khựng lại, nhìn trái nhìn phải rồi lại dùng mình một cái. Thật là. Đắn đo khá lâu, hắn cuối cùng cũng lấy ra một quyển sách tỏa ánh sáng lấp lánh màu hồng, len lén đưa qua. Lý Phàm nhận thấy quyển sách, thuận tay đem linh thạch giao qua. Sau khi hoàn thành trao đổi, người bán sách định rời đi thì thấy Lý Phàm đang có ý đồ mở quyển sách ngay tại nơi này. Khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, vội vàng tiến tới giữ lấy tay Lý Phàm. Ngươi không muốn cái mạng của mình rồi à? Cơ thể hắn run lẩy bẩy, trên mặt đầy nét kinh hoàng. Không sao, hắn chỉ hơi dùng sức là đã rút được tay ra, ngoan cố muốn mở quyển sách màu hồng. Mồ hôi lạnh trên trán người bán sách thi nhau rơi xuống. Thấy không có cách nào ngăn cản, hắn nhìn xung quanh, phát hiện vẫn chưa có người để ý đến nơi này. Lập tức, chân nhanh như đạp gió, trực tiếp sử dụng truyền tống trận trong thành, trốn mất tăm mất dạng. Riêng Lý Phàm lúc này lại đang rơi vào ảo ảnh nhưng lại vô cùng chân thực. Tần thủ nhiều lần theo đuổi Triệu sư tỷ nhưng đều bị cự tuyệt. Từ ngượng ngùng biến thành tức giận, trong lòng mới sinh ra ý đồ bất chính. Triệu sư tỷ chúng phải âm dương hợp hoan tán, ý thức rơi vào trạng thái mơ, hồ. Thân sắc trên mặt Lý Phàm liên tục biến đổi, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp rút. Ánh sáng hồng phấn yêu dị trên quyển sách dường như đối ứng với nhịp hơi thở của Lý Phàm, nó cũng đang không ngừng chập chờn. Lý Phàm chìm đắm bên trong ảo cảnh, cho dù xung quanh đang ồn ào huyên náo cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Trong miệng hắn cũng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Thế gian cư nhiên lại có mỹ nhân như vậy, thật là vô năng. Đã từng có qua một lần tiếp xúc thân mật, vậy mà còn không biết nhân lúc thiết còn nóng mà luyện. Đồ phế vật, ý tứ của nàng ta như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Lúc này còn chưa lên, thì chờ đến lúc nào nữa chứ? Có vẻ như diễn biến trong quyển sách không hợp với ý của Lý Phàm, hắn đôi lúc khẽ nhíu mày, nhỏ tiếng mắng mỏ. Ô, sao lại có nhân vật chính hèn nhát đến như vậy? Nếu như là lão phu, sư tỷ sớm đã thần phục dưới háng. Lời nói bất ngờ dừng lại. Lấy cơ thể con rối của Lý Phàm làm trung tâm, cả một khu vực nhỏ xung quanh hắn dường như bất ngờ bị ngưng động. Ngay cả ánh sáng màu hồng quỷ dị trong quyển sách cũng đứng chững giữa không trung. Trên bầu trời, một đường ánh sáng trắng tinh khiết bất ngờ xuất hiện, vụt thẳng xuống, bao bọc lấy Lý Phàm lúc này vẫn còn đang bất động. Thành Vị Xương vốn đang huyên náo vô cùng vì cuộc chiến, lúc này lại rơi vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Quầng sáng trắng ngày càng mãnh liệt, từ trên trời truyền đến lực hút. Lý Phàm chẳng khác gì một bức tượng, bị hút lấy từ từ bay lên cao. Tiếp dẫn tiên quang, đó là tiếp dẫn tiên quang, là ai? Châu Tàn Hồng chúng ta nhanh như vậy lại có tu sĩ bị Thiên Tôn Đại Nhân chú ý đến rồi. Ha ha ha, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện ba vị tiên tông đệ tử. Lần này Châu Tàn Hồng chúng ta thật sự uy danh vang dội rồi. Cuộc thi đấu của Lữ Phàm giờ đây không còn ai để ý nữa. Ánh mắt của tất cả những tu sĩ nơi đây đều đang dán chặt vào cột ánh sáng trắng xuyên thấu trời đất kia. Trong mắt họ đầy kính trọng và ngưỡng mộ, chăm chú nhìn vào hình dáng mơ hồ giữa cột ánh sáng kia, thần sắc đầy vẻ hưng phấn, lời bàn tán sôi nổi không dứt. Lữ Phạm cũng ngừng lại cuộc chiến. Hắn ngơ ngẩn nhìn cột ánh sáng, trong lòng sinh ra cảm giác như thứ mình vô cùng yêu thích bị người khác chiếm đoạt ngay trước mắt, lòng hắn đau như cắt. Thắng thua, tu vi, cảnh giới. Trong giây phút đó, tất cả những sự vật trên thế gian dường như đều mất đi ý nghĩa. Tại sao chứ? Lữ Phạm lúng túng ngơ ngác, mất hồn lạc phách. Thân hình trong cột ánh sáng trắng càng ngày càng lên cao, Lữ Phạm bất ngờ cảm thấy người đó dường như có chút quen mắt. Trong mắt bất ngờ nở to, Lữ Phạm vội vã nhìn xuống tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên,
thân hình của Tiêu Đạo Hữu đã biến mất. Sao lại có thể như vậy? Khuôn mặt Lữ Phạm mang đầy vẻ khó tin. Ta liên tiếp đánh bại 20 mấy tu sĩ kim đan của Ngũ Lão Hội, người không nhìn, thấy sao? Tại sao lại lựa chọn hắn mà không thèm nhìn ta? Vô tận ủy khuất, không cam tâm, tức giận lập tức tuôn trào trong lòng Lữ Phạm. Không! Hắn hét lớn một tiếng, cứ như đã mất đi lý trí, không hề e ngại mà xông vào cột ánh sáng, nhưng lại vô dụng. Nhìn có vẻ như sắp chạm được vào cột ánh sáng, nhưng ngay sau đó, Lữ Phạm cứ như vậy mà chạy xuyên qua. Cột ánh sáng cứ như hoa trong kính, như trăng dưới nước, tuy ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào. Cuối cùng, nó đem theo Lý Phạm, từ từ biến mất giữa thiên địa. Trong mắt Lữ Phạm không tránh khỏi lộ ra một nét tuyệt vọng. Sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Âm thanh trong trẻo thánh thót vang bên cạnh tai khiến Lý Phạm mở mắt. Khục khục. Đau đớn kịch liệt truyền đến từ trước ngực khiến hắn nhịn không được phải hít một ngụm khí lạnh. Ngươi chỉ vừa vào tông môn, đã dặn dò ngươi đừng hành động theo cảm tính mà cứ không nghe. Một thân hình mỹ miều xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lý Phạm. Nàng ta đỡ Lý Phạm ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Đây là thuốc ta sắc cho ngươi, có lợi cho việc khôi phục thương thế, ngươi nhanh uống đi. Khuôn mặt nàng ta mang vẻ quan tâm, múc một muỗng thuốc đưa đến gần miệng Lý Phạm. Trong não hắn giờ chỉ là một vùng hỗn độn, không thể nhớ được gì cả. Lý Phạm theo bản năng há miệng uống thuốc. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507, cơm mềm cần cố ăn. Một cảm giác ấm áp xuất hiện giữa bụng, chảy vào tứ chi bách mạch, khiến Lý Phàm thoải mái hơn khá nhiều. Đặc biệt là vết thương ở ngực, dưới tác dụng của luồng khí ấm áp này lại lập tức giảm xuống rõ rệt. Sư tỷ, đây là thuốc gì? Sao lại linh? Lý Phàm hỏi theo quán tính. Cùng lúc đó, trong não hải hắn cũng xuất hiện thêm một số ký ức trước kia. Hắn với vị triệu sư tỷ này cùng là người ở thôn Trường Phong, núi Đại Thanh, đã quen biết từ nhỏ. Nửa năm trước, trong một lần bọn cướp tấn công vào thôn Trường Phong, đa số thôn dân đều gặp phải độc thủ. Chỉ có hắn với triệu sư tỷ do chơi đùa ở bên ngoài nên có thể tránh được một kiếp. Chờ khi hắn với sư tỷ nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong thôn, vội vã chạy về, trên đường đụng mặt với bọn cướp đang rời đi với chiến lợi phẩm của chúng. Triệu sư tỷ tuy nhỏ tuổi nhưng dung mạo tuyệt sắc của nàng ta đã khiến bọn cướp chú ý tới. Đang lúc nguy hiểm, vừa hay có một tiên sư đi ngang qua, nhìn thấy huyết quang đầy trời và cả hai hài nhi đang run rẩy trước bọn cướp. Vị tiên sư này lập tức hiểu được đầu đuôi câu chuyện, lập tức giết chết bọn cướp, cứu lấy triệu sư tỷ với Lý Phàm. Thấy thiên phú của triệu sư tỷ không tệ, tiên sư định mang nàng ta về tông môn. Nhưng tư chất của Lý Phàm có lẽ quá bình thường nên không lọt vào được pháp nhãn của tiên sư. Nhờ triệu sư tỷ cầu xin, tiên sư mới miễn cưỡng chấp nhận đem hắn đi cùng. Sau mười mấy ngày phi hành, tiên sư đem bọn họ về đến Sơn Môn. Nơi đây, mây khói vây tỏa, núi đồi trùng điệp, đôi lúc lại có thể nhìn thấy tiên nhân bay lượn giữa những ngọn núi, kéo theo sau những luồng hào quang huyền ảo. Giữa biển mây mênh mông còn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, chẳng khác gì thiên đình của thần tiên, tỏa ra khí tức thần thánh. Khung cảnh thần tiên như vậy khiến triệu sư tỷ với Lý Phàm phải ngơ ngẩn. Lý Phàm từ miệng vị tiên sư đã đem bọn họ về đây, biết được môn phái nơi này được gọi là Đại Đạo Tông. Đại Đạo Tông, cửu mạch, 72 đỉnh. Chủ mạch đều là thân truyền của các đời trưởng môn, 8 mạch khác đều do các vị trưởng lão trưởng quản. Còn vị mà bọn họ gọi là tiên sư này, chỉ là một đệ tử đời thứ tư của mạch Nguyệt Hoa trong Đại Đạo Tông mà thôi. Họ Trương Tên Dung, tu vi Nguyên Anh. Dưới sự dẫn dắt của Trương Dung, bọn họ thuận lợi gia nhập vào mạch Nguyệt Hoa, trở thành đệ tử ngoại môn của Đại Đạo Tông, từ đó bắt đầu sống ở đỉnh Thanh Ninh. Đồng thời được chỉ dạy một môn công pháp gọi là Thái Nguyên Nhất Khí Thuật. Trương Dung căn dặn, chỉ cần tu luyện công pháp này đạt được kết quả là có thể thành công thăng cấp thành nội môn đệ tử. Từ đó sẽ không cần phải làm tạp vụ cực nhọc nữa mà có thể chuyên tâm tu luyện, được hưởng lợi ích từ tông môn. Đồng thời địa vị trong tông môn cũng quyết định số lượng tài nguyên được tông môn phân phát mỗi tháng. Hai người nhân lúc rảnh rỗi sẽ cùng nghiên cứu, tu luyện công pháp. Tuổi tác triệu sư tỷ lớn hơn một chút, ngộ tính với tư chất đều cao hơn hẳn so với Lý Phàm. Nửa năm qua đi, nàng ta sớm đã luyện thành Thái Nguyên Nhất Khí Thuật, thông qua được khảo nghiệm.
nàng được tiên quân hóa thần Trương Vọng Xương nhận làm đệ tử. Chỉ một bước nhảy đã trở thành đệ tử đời thứ tư của Đại Đạo Tông, có thể xưng hô sư huynh muội với tiên sư Trương Dung ngày nào. Còn Lý Phàm cho dù được Triệu sư tỷ âm thầm giúp đỡ, truyền thụ tâm đắc, đôi lúc lại tặng đan dược, nhưng tốc độ tu hành lại rất chậm chạp, mãi mà chẳng thể đột phá. Mặt khác, do hay được Triệu sư tỷ đến thăm nên khiến những môn nhân xung quanh ganh tị. Bề ngoài thì mười phần cung cung kính kính với Lý Phàm, nhưng sao mặt lại rất khinh khi, thường hay nói lời bôi nhọ. Bọn họ cho rằng Lý Phàm chỉ là một phế vật ăn bám mà thôi. Không lâu trước, Lý Phàm vô tình nghe được lời bọn họ bàn tán, vừa tức vừa nhục, hắn nhịn không được nên mới động thủ. Kết quả, do học nghệ không tinh, đối phương lại đông người, thế là bản thân bị đánh cho một trận nửa sống nửa chết. May là đối phương còn e ngại Triệu sư tỷ, nên không xuống tay lấy mạng của hắn. Hồi ức tan biến, trở về hiện thực. Đây là thiên tinh tán, không những có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục thương thế, càng có thể giúp ngươi tăng cường khí cảm. Những nguyên liệu này ta thật không dễ dàng mới có thể tìm được. Ngươi vẫn chưa trúc cơ, đa số đan dược sau khi dùng sẽ có hại, vậy nên ta mới tìm sư phụ xin được đơn thuốc này cho ngươi. Sư tỷ giúp Lý Phàm lau vết thuốc trên miệng, bên mỉm cười trả lời. Luồn hơi ấm giống hệt với linh khí, khá lâu sau vẫn không tan biến, thậm chí còn có thể tự vận chuyển trong cơ thể. Chỉ sau một lúc, Lý Phàm đã cảm thấy thương thế hoàn toàn hồi phục, sức lực trong người cứ như dùng không hết. Sư tỷ, người đối với ta thật tốt. Lý Phàm nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Triệu sư tỷ, nhìn vào mắt nàng ta, vô cùng cảm động mà nói. Ngươi, Triệu sư tỷ hơi đỏ mặt muốn rút tay ra. Nhưng Lý Phàm nắm quá chặt, nàng ta lại sợ dùng sức sẽ làm đối phương bị thương, thế là đành phải mặc cho Lý Phàm nắm lấy, đầu ngón tay hắn còn như vô ý mà quét qua lòng bàn tay của nàng ta. Hơi ấm từ tay Lý Phàm truyền đến dường như còn nóng hơn cả nham thạch, khiến nàng cảm thấy toàn thân có chút tê dại mất sức. Một thứ cảm xúc kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong căn phòng. Ngay lúc này, Lý Phàm lại bất ngờ nói, đúng rồi, sư tỷ. Thái nguyên nhất khí thuật còn nhiều chỗ ta vẫn chưa hiểu rõ, tỷ có thể giảng giải cho ta không? Triệu sư tỷ có hơi bất ngờ, trong lòng thoáng qua cảm giác mất mát, nhưng lại có vài phần an ủi. Lúc trước, nàng ta đã từng giảng giải cho đối phương những điều quan trọng trong thái nguyên nhất khí thuật, nhưng có lẽ là do tự tôn của Nam Nhi, hắn không nguyện ý nghe, nói là muốn tự thân lãnh ngộ. Nàng ta đành phải bất lực bỏ cuộc. May là giờ đây hắn rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Thế là sư tỷ liền tận tâm giảng giải cho Lý Phàm. Tuyệt diệu á. Không ngờ câu này lại có thể lý giải như vậy. Sư tỷ thật quá thông minh rồi. Lý Phàm bên nghe bên mở lời tán thưởng, trong mắt thoáng qua quá nhiều biểu cảm. Sau hơn nửa ngày, trời đã dần tối, khuôn mặt Triệu sư tỷ lộ ra nét tiếc nuối, không thể không ngừng lại. Sư phụ căn dặn ta trước khi trời tối nhất định phải trở về, vậy nên ta phải đi đây. Nàng ta nhìn thần sắc Lý Phàm, cẩn trọng nói, cứ như đang sợ trong lòng đối phương cảm thấy bất mãn. Mệnh lệnh của sư phụ quan trọng hơn, vậy sư tỷ nhanh nhanh trở về đi. Lý Phàm gật gật đầu, trong lòng không có lấy nữa phần không vui. Chờ khi nào tỷ có thời gian, lại đến thăm ta là được. Triệu sư tỷ nhẹ ừ một tiếng, vừa định rời khỏi thì phát hiện đối phương lúc đang tập trung tinh thần nghe giảng đã buông tay mình ra. Ngược lại, bản thân không biết vì sao lại cứ luôn nắm chặt lấy tay hắn. Khuôn mặt nàng ta lập tức đỏ ửng, sợ Lý Phàm phát hiện, nàng chào một tiếng rồi vội vã rời đi, chẳng khác gì như đang trốn chạy. Sư tỷ cảm nhận tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời sinh ra một cảm giác mừng vui hứng khởi, khiến bước chân nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Riêng Lý Phàm lúc này đã sớm quăng hết những ái muội giữa hai người ra khỏi đầu. Hắn đang chìm đắm vào sự huyền diệu của thái nguyên nhất khí thuật, không thể tự mình thoát ra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Sau khi được Triệu sư tỷ chỉ điểm, hắn đã đem những khó khăn gặp phải khi luyện công hoàn toàn giải trừ, hiểu thấu thông suốt, rõ ràng như lòng bàn tay. Mình cách trúc cơ không xa nữa, linh khí trong cơ thể vận chuyển không hề bị tắc nghẽn, trôi chảy như trời sinh đã vậy. Hắn không tránh khỏi vui mừng suy nghĩ, nếu như sớm một chút đã thỉnh giáo sư tỷ, thì đã không lãng phí mất nửa năm thời gian. Kỳ quái, sao trước kia mình lại có suy nghĩ khó khăn như vậy? Lý Phàm lắc lắc đầu, cảm thấy mình trước kia quả thật ngốc không thể nói. Chương 508, Đạo Lữ đổi số mệnh. Hôm sau,
khi Triệu sư tỷ lại đến thăm Lý Phàm, nàng ta kinh ngạc phát hiện đối phương đã luyện Thái Nguyên Nhất Khí thuật đến đại thành, chỉ còn một bước nỗ lực cuối cùng là có thể luyện đến viên mãn rồi. Nàng vui mừng cho Lý Phàm, nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại có chút mất mát. Sư tỷ, chúng ta cùng tỉ thí xem sao. Lúc này, Lý Phàm bất ngờ lên tiếng. Hả? Chuyện sư tỷ không tránh khỏi có chút ngẩn người. Hiện giờ sư tỷ có tu vi gì? Lý Phàm lại hỏi. Trúc cơ hậu kỳ, sao vậy? Nàng ta ngập ngừng một lúc nhưng vẫn chọn nói thật. Lý Phàm không hề cảm thấy kinh ngạc vì tu vi của nàng ta tinh tiến quá nhanh, ngược lại còn vỗ tay tán thưởng. Xem ra Trương sư huynh lúc trước nói không hề sai, thiên phú tu hành của tỷ quả thật là thế gian hiếm có. Nghe Lý Phàm khen ngợi, nàng ta không tránh khỏi hơi đỏ mặt. Nhưng sau đó lại nghe Lý Phàm nói tiếp, nhưng tỷ không được phép ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc chúng ta tỷ thí, tỷ nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng thực lực luyện khí hậu kỳ. Sư tỷ cẩn thận, nàng ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lý Phàm đã nhào đến. Do chưa kịp chuẩn bị, Triệu sư tỷ có chút rối loạn. Nhưng nhờ có tu vi cao hơn hẳn, trình độ khống chế linh khí và tốc độ phản ứng của nàng ta đều vượt xa Lý Phàm, nên chỉ sau mười mấy chiêu, Lý Phàm đã thua một cách thê thảm. Bò dậy từ dưới đất, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó lại khen ngợi, sư tỷ thật lợi hại. Ngươi không sao chứ? Khuôn mặt nàng ta đầy vẻ lo lắng, cảm thấy có chút ân hận, vội vàng đến kiểm tra thương thế của Lý Phàm. Sau một lúc kiểm tra tỉ mỉ, nàng ta mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếp nữa, sau khi nghỉ ngơi, Lý Phàm trầm giọng nói, lại muốn luyện tay đôi với Triệu sư tỷ. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp tận tâm của Triệu sư tỷ, trình độ thực chiến của Lý Phàm tăng tiến nhanh chóng. Sư tỷ lại truyền cho hắn một số thuật pháp như phá không nhận, thuấn phóng xiểm, giúp năng lực tác chiến của hắn càng cường hãn hơn. Đáng tiếc, cảnh đẹp không giữ được lâu, sư phụ Trương Vọng Xương cuối cùng cũng phát hiện được nàng ta thường xuyên đến Thanh Ninh Đỉnh giúp Lý Phàm tu luyện. Triệu sư tỷ bị sư phụ mắng một trận, sau đó còn bị cấm túc. Nàng ta nỗ lực cầu xin mới có được cơ hội gặp Lý Phàm một lần nữa. Nhìn dáng vẻ mỹ nữ nước mắt lưng tròng, vô cùng thương tâm, Lý Phàm cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bước đến ôm nàng ta vào lòng, tay nhẹ nhàng lướt trên lưng, an ủi, sư tỷ đừng thương tâm. Nếu sư phụ của tỷ không cho phép thường xuyên đến ngoại môn, vậy thì ta sẽ vào nội môn tìm tỷ là được. Cho dù thế nào đi nữa ta sẽ không bỏ rơi tỷ đâu. Lý Phàm chân thành thề thốt, sư tỷ cứ tu luyện thật tốt, chờ ta đến tìm. Triệu sư tỷ nhìn Lý Phàm, ánh mắt mê muội, trong tim cứ như có một con nai nhỏ đang mừng vui nhảy nhót. Thế là Lý Phàm thâm tình hôn Triệu sư tỷ, thật lâu sau vẫn không rời nhau. Cho đến khi sắp hết thời hạn sư phụ cho phép, Lý Phàm mới buông tha cho Triệu sư tỷ vẫn đang đắn đo dãy dụa. Nàng ta vẫn nằm trong lòng Lý Phàm, tâm sự tình ái một lúc mới quyến luyến rời đi. Trong căn nhà nhỏ, Lý Phàm nhanh chóng thoát khỏi cảnh ý loạn tình mê. Hắn phong tỏa căn phòng, lại dùng pháp khí sư tỷ tặng để hộ vệ, sau đó bắt đầu thử trúc cơ. Đáng tiếc, thiên phú tu luyện của cơ thể này thật sự không theo ý muốn, ba lần thử sức đều nhận lấy thất bại. Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ làm thương tổn căn cơ. Không còn cách nào khác, Lý Phàm đành phải uống trúc cơ đan do Triệu sư tỷ tặng. Lần này, do mượn thêm ngoại lực, hắn mới có thể thành công trúc cơ. Nhờ vậy, hắn cuối cùng cũng chính thức trở thành đệ tử của Đại Đạo Tông. Đáng tiếc là do mượn lực của vật ngoài thân nên tiền đồ sau này sẽ có hạn. Tư chất tu hành của hắn quả thật quá bình thường, không thể giống như Triệu sư tỷ, được tiền bối tông môn để mắt. Chỉ có thể đi theo trình tự, bị tu sĩ Nguyên Anh miễn cưỡng nhận làm đệ tử. Hắn trở thành đệ tử đời thứ 5 của Đại Đạo Tông, so với Triệu sư tỷ còn thấp hơn một bối phận. Nhưng khi Triệu sư tỷ gặp được Lý Phàm lại rất vui mừng. Nàng ta không tính toán gì cả, chỉ muốn khi không có ai thì vẫn cứ gọi nàng ta sư tỷ là được. Cả hai đều vào nội môn, muốn tìm gặp nhau cũng dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên cho dù Triệu sư tỷ đã đột phá đến cảnh giới kim đan, vẫn không thể nào ngăn cản việc Lý Phàm tìm gặp nàng dù có chuyện cần nhờ vả hay không. Khi bị chế nhạo hay khiển trách, hắn vẫn thành tâm nhận sai, gật đầu tiếp nhận. Cứ như vậy vài lần, ngược lại khiến cho những người chỉ điểm điểm cảm thấy ngượng ngùng rồi. Huống chi sư phụ Trương Vọng Xương của Triệu sư tỷ cũng không có ý kiến gì, vậy nên từ từ, ai nấy đều thầm chấp nhận sự xuất hiện của Lý Phàm. Triệu sư tỷ thấy Lý Phàm vô thanh vô thức hóa giải được tình cảnh luôn khiến nàng khó xử, trong lòng vạn phần kinh hỉ.
Chút âu lo trong lòng tan biến, ánh mắt nàng nhìn Lý Phàm ngày càng dịu dàng hơn. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã 3 năm qua đi. Trong lòng Triệu Sư Tỷ không còn chuyện vướng bận, cảnh giới tăng tiến thần tốc, thành công đột phá đến kim đan hậu kỳ, bắt đầu chuẩn bị cho việc kết thành nguyên anh. Riêng Lý Phàm được Sư Tỷ giúp đỡ, không thiếu công pháp, đan dược, nên tốc độ tu hành cũng không chậm. Hắn đã đạt đến trúc cơ viên mãn, chuẩn bị kết đan. Nuốt xuống kim đan, mệnh ta định, không do trời. Khoảng cách giữa trúc cơ với kim đan cảnh thật sự quá lớn, một khi vượt qua, chẳng khác gì nghịch thiên cải mạng, từ đó cuộc đời sẽ khác hẳn. Lý Phàm tự biết tư chất của mình có hạn, kết đan có lẽ sẽ không thuận lợi. Để chắc chắn, hắn chủ động bế quan, củng cố cảnh giới, chờ đợi thời cơ. 2 tháng sau, khi trong lòng có được cảm ứng, cảm thấy thời cơ kết đan đã đến. Nhưng một tin truyền đến khiến hắn không thể không xuất quan sớm. Tiểu sư đệ của Triệu Sư Tỷ, đệ tử nhỏ nhất của Trương Vọng Xương, Giang Ngưng Quân lén phát tin tức cho hắn. Nói rằng, Tần Thủ Sư Huynh ở Liên Sơn Mạch gần đây đang nhiệt liệt theo đuổi Triệu Sư Tỷ. Tần Thủ Sư Huynh tuổi trẻ tài cao, giờ đây đã có tu vi nguyên anh. Sư phụ Khuất Hàn Phong của hắn có quan hệ rất tốt với Trương Vọng Xương. Vậy nên Trương Vọng Xương cũng khá vừa ý nếu hai người có thể phát triển thành quan hệ đạo lữ. Tần Thủ Sư Huynh phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài. Hắn với Triệu Sư Tỷ trông có vẻ như trời sinh một đôi. Trong vài tháng Lý Phàm không có mặt, trên dưới Nguyệt Hoa Mạch đã yêu thích, ủng hộ hắn hơn hẳn Lý Phàm. Chỉ có tiểu sư đệ Giang Ngưng Quân do có quan hệ khá tốt với Lý Phàm, lại không thích vẻ giả tạo của Tần Thủ nên vào thời khắc quan trọng đã lén báo tin cho Lý Phàm. Sau khi nghe tin, Lý Phàm lập tức quyết định tạm thời không kết đan nữa. Kim đan cảnh giới lúc nào muốn đột phá cũng được, nhưng Triệu Sư Tỷ một khi bị người khác cướp mất, đó mới thật sự là mất đi. Lý Phàm 10 phần tin tưởng Triệu Sư Tỷ, nhưng thế sự khó lường. Hắn biết rõ, với tư chất của mình, có thể thuận lợi tu luyện đến ngày hôm nay đều rời không khỏi sự giúp đỡ của Sư Tỷ. Ai muốn giành mất chén cơm ăn bám của mình chính là ngăn trở con đường tu đạo của mình. Cho dù ngươi là ai, chúng ta không chết không ngừng nghỉ. Trong mắt Lý Phàm lóe qua một tia âm lãnh. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 509, ngầm có lòng gây rối. Khi Lý Phàm tìm gặp Triệu Sư Tỷ, nàng ta đang xem cuộc tỉ thí giữa Tần Thủ với các đệ tử Mạch Nguyệt Hoa khác. Tu vi của vị Tần Sư Huynh này quả thật không thể xem thường, thần quang màu vàng đất của hắn có thể công kích cũng có thể phòng thủ. Với tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, lại thừa sức đối chiến với Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Sức chiến đấu dài lâu, liên tiếp chiến đấu vài thời thần cũng không hề biến sắc. Đa số đệ tử của Trương Vọng Xương đều tỉ thí qua với hắn nhưng chẳng ai thắng cuộc. Bên cạnh đó, Tần Thủ rất biết giữ thể diện cho Trương Vọng Xương, mỗi lần thi đấu đều cố ý giữ ở thế hòa hoặc giả vờ chiến đấu một cách vất vả mới có thể đoạt thắng. Sư huynh đệ của Triệu Sư Tỷ cho dù có bại dưới tay hắn, nhưng đối với hắn lại không hề có chút ác cảm nào. Ngược lại bọn họ còn rất bội phục cách đối nhân xử thế của Tần Thủ. Ngay cả ánh mắt Triệu Sư Tỷ khi nhìn thấy phong thái của Tần Sư Huynh, đôi lúc cũng nhuộm lên chút hảo cảm. Từ xa nhìn thấy cảnh này, Lý Phàm mắng thầm, may là ông đây tới kịp lúc, không là đã bị người khác phỏng tay trên rồi. Hắn liền lặng lẽ đến bên cạnh Sư Tỷ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nõn nà của nàng. Đây chính là Tần Sư Huynh ở Mạch Liên Sơn, quả thật uy võ bất phàm á. Không biết là đến khi nào ta mới có thể được như hắn. Lời nói của Lý Phàm mang theo vẻ ngưỡng mộ. Triệu Sư Tỷ vốn còn lo âu Lý Phàm nghe thấy lời đồn sẽ phát ghen, giờ xem ra có lẽ nàng ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng ta không nói ra âu lo của mình, chỉ cười tươi an ủi Lý Phàm, sự nỗ lực tu luyện của sư đệ cũng là trên đời hiếm gặp. Muốn đuổi kịp Tần Sư Huynh cũng không phải là điều khó khăn. Lý Phàm không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu, âm thầm thở dài. Triệu Sư Tỷ thấy vậy liền cảm thấy có chút ngạc nhiên, vội truyền âm hỏi, sao vậy? Lần bế quan này đã gặp phải rắc rối gì sao? Lúc này Lý Phàm mới chậm rãi trả lời, trong lần bế quan này, ta định nỗ lực tiến thẳng đến kim đan. Tiếc là mỗi lần trong não hải xuất hiện ý niệm này, linh cảm trong lòng ta lại điên cuồng cảnh báo, cứ như là nếu làm như vậy sẽ gặp phải đại họa khôn lường. Triệu Sư Tỷ nghe thế không tránh khỏi chau mày, sau một lúc suy tư mới thả lỏng,
an ủi Lý Phàm, việc kết đan không thể cưỡng cầu. Dự cảm của ngươi có lẽ không sai, chỉ có thể nói rõ là thời khắc vẫn chưa đến. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Phàm gật đầu nói. Bất ngờ, hắn lại thay đổi đề tài, từ khi ta gia nhập tông môn, đã vài năm chưa từng xuống núi. Tu tiên giới bao la vô tận như vậy, ta lại cứ luôn giam mình trong tông môn, quả thật có chút khép kín không biết học hỏi. Ngày nay tu hành gặp trở ngại, ta định xuống núi để tìm kiếm cơ duyên đột phá. Sư đệ, người. Triệu sư tỷ nghe vậy, trên mặt đầy hốt hoảng, liền vội can ngăn, dưới núi không bình yên như trong tông môn, không nói đến các loại yêu thú hoành hành, ngay cả những tán tu cũng không dễ tiếp xúc. Bọn họ vì linh thạch, công pháp, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Cho dù là đệ tử đại đạo tông chúng ta, cũng có trường hợp bị mất tích khi hạ sơn hành tẩu. Lý Phàm cắt ngang lời nàng, ánh mắt kiên định nói, ý ta đã quyết, sư tỷ không cần phải khuyên nhủ. Tiên đạo dài đằng đẳng, trường sinh lộ khó khăn. Nếu ngay cả một chút dũng khí cũng không có, thì con đường sau này làm sao có thể sánh bước cùng Triệu sư tỷ chứ? Nghe câu nói mang rõ tình ý của Lý Phàm, Triệu sư tỷ đỏ mặt, càng nắm chặt lấy tay hắn. Ngay lúc này, trên đấu võ đài, Tần Thủ xem ra sẽ lại đạt được một trận thắng lợi với ưu thế tuyệt đối. Khi hắn quay đầu nhìn thấy ánh mắt đượm tình của Triệu sư tỷ dành cho Lý Phàm, tâm thần bất ngờ thất thủ, khí tức bị dao động, tán loạn, đối thủ liền nắm lấy sơ hở suýt chút đánh bại hắn. Trong mắt hắn lóe ra một tia âm u, Tần Thủ cưỡng hành thu lại ánh mắt, ứng phó với cuộc chiến trên đấu võ đài. Nhưng khi hắn chật vật xoay chuyển được tình thế, đoạt được thắng lợi thì Triệu sư tỷ với Lý Phàm đã sớm rời khỏi, không biết đã đi về đâu. Khuôn mặt Tần Thủ vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng đã bị ngọn lửa ganh tị bừng bừng đốt cháy. 7 ngày sau, Lý Phàm rời khỏi Đại Đạo Tông, muốn đi tìm cơ duyên kết đan. Vì lo lắng an nguy của Lý Phàm nên sau khi hắn rời khỏi không bao lâu, Triệu sư tỷ lấy lý do muốn tìm thời cơ đột phá, cũng theo Lý Phàm xuống núi. Ý đồ rõ ràng như vậy ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng không biết vì sao, sư phụ Trương Vọng Xương của nàng lại không ngăn cản, lại còn cho nàng thiên kỳ dẫn, vào thời khắc quan trọng có thể chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm cơ duyên. Sau khi rời khỏi tông môn, nhờ vào phương thức liên hệ đã định trước, Triệu sư tỷ nhanh chóng tìm được Lý Phàm. Sau khi sử dụng thiên kỳ dẫn, đến được một di tích ẩn giấu trong thâm sơn. Hai người quyết định nghỉ ngơi hồi sức, ngày mai mới vào thám hiểm. Đêm, sư tỷ có phát giác được có điều gì không đúng hay không? Dường như cả đoạn đường này chúng ta đang bị người theo dõi. Lý Phàm giả vờ ngủ, nhưng lại âm thầm truyền âm cho sư tỷ. Sau một lúc trầm mặc, Triệu sư tỷ mới trả lời, có phải do ngươi quá đa nghi rồi? Ta không phát hiện được có người theo dõi á. Lý Phàm lại rất khẳng định, dự cảm của ta luôn rất đúng. Sư tỷ còn nhớ chứ, khi còn ở Đại Thanh Sơn, ngày bọn thổ phỉ tấn công thôn làng, là do ta bất ngờ cảm thấy tâm thần bất định, tỷ mới cùng ta đi ra ngoài dạo chơi giải khuây. Cảm giác lần này giống hệt với lúc đó. Triệu sư tỷ nghe vậy liền tin thêm vài phần. Vậy ngươi định làm thế nào? Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, dụ rắn ra khỏi hang. Ngày thứ hai, khi hai người đang định xuất phát, lại vì một chuyện nhỏ mà phát sinh tranh chấp. Tranh cãi vô cùng kịch liệt, Triệu sư tỷ thậm chí còn nói lời ác độc rằng ngươi có được ngày hôm nay không phải là nhờ vào ta sao? Vậy mà dám phát cáu với ta? Sắc mặt Lý Phàm vô cùng khó coi, liền phất tay rời khỏi, một mình đi vào di tích. Triệu sư tỷ đang tức giận nên cũng không thèm đuổi theo. Ngay lúc này, một con côn trùng rất tầm thường liền bay theo Lý Phàm vào khu di tích. Khi Lý Phàm đang chiến đấu với yêu thú thì một đường kiếm quang âm thầm vụt tới, muốn lập tức giết chết hắn. Đang lúc nguy cấp, từ trên người Lý Phàm phát ra một đường nguyệt quang thanh lãnh. Trong quầng sáng mơ hồ có thể nhìn ra được dáng hình yểu điệu của Triệu sư tỷ. Chỉ là vào lúc này trên khuôn mặt của tuyệt thế giai nhân lại mang đậm sát khí. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Tần Thủ bị buộc phải hiện thân. Tần sư huynh, là ngươi. Bản tôn của Triệu sư tỷ đến nơi, cùng với phân thân Nguyệt Ảnh vây lấy. Tần Thủ, khuôn mặt lỗ nét kinh ngạc khó tin. Đồng môn đệ tử tương tàn là đại kỵ. Sư huynh sao lại làm như vậy? Thấy sự việc đã bại lộ, Tần Thủ cũng không thèm giả vờ nữa. Miệng nói ra những lời dơ bẩn, hắn nhìn chằm chằm lấy Triệu sư tỷ, ánh mắt không hề che giấu vẻ dâm dục bá ác. Chương 510, thiên địa được song tu. Chờ khi ta hành hạ chết tên tiểu tình nhân của ngươi,
sau đó sẽ từ từ hưởng thụ ngươi. Nguyệt Hoa chi thể làm lô đỉnh, chắc chắn có thể giúp ta đạt đến cảnh giới hóa thần. Tần Thủ lúc này đã lộ ra bộ mặt thật của mình, hắn phát động công kích vào Lý Phàm với Triệu Sư Tỷ. Triệu Sư Tỷ chỉ là kim đan viên mãn, tuy nói nàng ta là thiên tài, đối phó với những nguyên anh tầm thường không khó, nhưng đối mặt với thiên kiêu như Tần Thủ, lại có chút lực bất tòng tâm rồi. Lý Phàm lúc này hoàn toàn trở thành gánh nặng. Mà mỗi một chiêu công kích của Tần Thủ đều nhắm vào Lý Phàm đang ở sau lưng của Triệu Sư Tỷ. Vốn đã có chút nhọc sức, vì muốn bảo vệ tính mạng của Tình Lang, Triệu Sư Tỷ đành phải ứng phó một cách khó nhọc. Mắt thấy không thể địch lại, rất nhanh sẽ phải bại trận. Triệu Sư Tỷ với Lý Phàm đành phải dựa vào pháp bảo sư phụ ban cho để chống cự, vừa đánh vừa lui, ngày càng đi sâu vào trong di tích. Trong một lúc, Tần Thủ không tìm được hai người, hắn lại quyết định bố lượng trận pháp ngay bên ngoài di tích, thề sẽ dùng trận pháp bắt sống bọn họ. Đây là Trung Ương Mậu Kỷ trận, một khi trận thành, hai người chúng ta nhất định sẽ chẳng còn đường trốn thoát. Trong mắt Triệu Sư Tỷ lóe qua một tia quyết liệt. Một chút nữa ta sẽ tử chiến với hắn, ngươi nhân cơ hội mà trốn đi. Nhất định phải trở về tông môn, chỉ rõ bộ mặt thật của hắn với sư phụ. Triệu Sư Tỷ tuốt kiếm định bay ra ngoài, lại bất ngờ phát hiện thiên ki dẫn mà sư phụ ban cho đang phát sáng. Sư tỷ, chờ một chút. Xem ra trời không tuyệt đường người. Lý Phàm vội vàng hô hoán. Vậy nên hai người liền đi theo ánh sáng của thiên ki dẫn, tìm được một mật thất nằm sâu trong di tích. Bên trong đó có một bộ xương cốt khá kỳ dị, so với người thường to lớn hơn gấp vài lần, số lượng xương cốt lại lên đến hàng ngàn. Phần xương đầu nhìn có vẻ liền thành một thể nhưng mơ hồ lại lộ ra một chút không hài hòa, trông cứ như được hợp thành từ những bộ phận của nhiều cá thể khác nhau. Bên cạnh bộ xương, Lý Phàm phát hiện được một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong, trừ một tấm lệnh bài có khắc chữ huyền với hình dạng khá đặc biệt, còn có vài bộ công pháp. Thiên địa giao chinh phú, vạn cổ duy ngã quyết. Lý Phàm xem qua từng quyển, trong mắt hiện ra một chút mừng rỡ. Sư tỷ nhìn xem, thiên địa giao chinh phú này lại là một quyển công pháp song tu hiếm gặp. Theo những gì viết bên trên, lần đầu tiên hai người song tu đều sẽ đại tăng tu vi. Chúng ta nếu theo đó mà tu hành, nói không chừng cả hai đều sẽ đột phá. Lý Phàm đang hăng hái nói không, ngừng thì lại phát hiện vẻ mặt của Triệu Sư Tỷ có chút khó coi. Triệu Sư Tỷ, sao vậy? Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, vội hỏi. Nơi đây có lẽ một là một cứ điểm bên ngoài của Huyền Thiên Giáo. Triệu Sư Tỷ chăm chú nhìn bộ xương to lớn nằm dưới đất, trầm giọng nói, vị này có lẽ là một trong những vị thiên vương của Huyền Thiên Giáo năm đó. Huyền Thiên Giáo? Lý Phàm nhíu mày, chưa từng nghe qua, như vậy thì đã sao? Triệu Sư Tỷ kiên nhẫn giải thích, Huyền Thiên Giáo là một thiên giáo phái tà ác đã từng thống nhất thiên hạ vào thời thượng cổ. Kẻ cầm đầu trong đó tự xưng thiên vương, bọn họ cướp đoạt thiên mệnh, không điều ác nào không làm. Cuối cùng, những tu sĩ khác liên thủ cùng nhau mới đánh ngã được bọn họ. Tuy Huyền Thiên Giáo đã tuyệt tích vài ngàn năm, nhưng chết vẫn chưa tuyệt. Tiên đạo thập tông, bao gồm đại đạo tông chúng ta, đều vẫn đang rất đề phòng Huyền Thiên Giáo. Dư nghiệt Huyền Thiên Giáo, giết bất luận tội. Lý Phàm đã hiểu được ý của Triệu Sư Tỷ, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Huyền Thiên Giáo là Huyền Thiên Giáo, công pháp là công pháp. Chẳng nhẽ công pháp cũng phân chia thiện ác tốt xấu. Chúng ta là đệ tử chính tông của đại đạo tông, chứ không phải là dư nhiệt còn sót lại của Huyền Thiên Giáo gì đó. Vì muốn giữ mạng nên đành phải tu luyện công pháp của bọn họ, vậy thì có gì không được chứ? Triệu Sư Tỷ vẫn nhíu chặt mày, không thể nói vậy. Lý Phàm quét mắt nhìn bên ngoài, ánh sáng phát ra từ Trung Ương Mậu Kỷ trận ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù sao đi nữa, vẫn tốt hơn phải mất mạng. Huống chi rơi vào tay của Tần Thủ, sợ là muốn được chết cũng trở thành một điều vọng tưởng. Lý Phàm khuyên giải. Bất quá, khi chúng ta thoát được kiếp nạn lần này, sau đó phế bỏ công pháp này là được. Nghĩ suy khá lâu, uy áp từ trận pháp bên ngoài càng lúc càng nặng. Bất đắc dĩ, Triệu Sư Tỷ đành gật đầu đồng ý. Hai người bắt đầu cùng nhau nghiên cứu thiên địa giao chinh phú. Trong cuộc thần hồn song tu lâm ly tận tình, hai người khó phân biệt được ai với ai. Tư tưởng giao kết, sữa nước hòa quyện, một khắc hơn cả ngàn vạn năm. Khí tức của hai người cũng đồng bộ cộng hưởng, không ngừng tăng nhanh. Cuối cùng, nhờ vào song tu, Triệu Sư Tỷ thành công nâng cấp nguyên anh, Lý Phàm cũng thành công kết đan. Triệu Sư Tỷ đột phá được một cảnh giới lớn, chiến lực liền nâng lên một tầm cao mới về chất.
hai người nhân lúc trận pháp sắp thành hình, phá trận mà ra, cùng nhau chiến đấu với Tần Thủ. Ngày ngày liên tục bố trận đã khiến cho tâm thần của Tần Thủ bị tiêu hao khá nhiều. Thầy Lý Phàm với Triệu Sư Tỷ đều đột phá, âm mưu của bản thân sắp đổ sông đổ biển, lòng hắn bị chấn động mạnh, khó mà tiếp nhận. Một khi không giữ vững tâm thần, lại phải đối mặt với những chiêu thức chí mạng của Triệu Sư Tỷ, hắn dần dần trở nên rối tay loạn chân. Nội dung mà Lý Phàm âm thầm truyền âm càng khiến hắn tức giận điên cuồng, mất đi lý trí. Tần sư huynh, người, có hiếu kỳ là tại sao nhanh như vậy, bọn ta lại có thể đột phá một lượt. Hô hô hô, đều nhờ ngươi tặng cả đó. Vào lúc sống chết, bọn ta may mắn tìm được một bộ song tu công pháp trong di tích. Song tu công pháp có ý nghĩa gì, Tần sư huynh không thể nào không hiểu nhỉ. Lý Phàm không ngừng dùng lời nói đả kích Tần Thủ. Đồng thời, nhân lúc tâm thần hắn mất khống chế liền phát động công kích. Sự phối hợp hài hòa giữa hai người khiến Tần Thủ càng không thể tiếp nhận được. Các ngươi, đáng chết. Vứt bỏ mọi thứ ra phía sau, Tần Thủ điên cuồng công kích hai người, cứ như muốn đá ngọc cùng nát. Trong một lúc, cho dù Triệu Sư Tỷ với Lý Phàm hợp sức ứng phó nhưng vẫn có chút vất vả. Nhưng cuộc tiến công đã mất đi lý trí thì sao có thể duy trì lâu dài được. Dần dần, chờ khi hai người thích ứng được với tiết tấu tấn công của Tần Thủ thì hắn ngược lại phải rơi vào thế hạ phong. Mà trong cuộc chiến kịch liệt này, Tần Thủ cũng tuyệt vọng phát hiện ra bản thân đã bị thương rất nặng. Hắn muốn trốn chạy nhưng lại không cách nào làm được. Cẩu nam nữ, ta nguyền rủa các ngươi. Dưới ánh mắt oán độc của Tần Thủ, Triệu Sư Tỷ quét ra một kiếm, thế là đầu của hắn bay lên cao, chết không nhắm mắt. Thấy cường địch mất mạng, Lý Phàm mới thở nhẹ một hơi. Lúc nãy do cố ý khiến hắn phát cuồng, nếu có nói ra lời gì mạo phạm, mong Sư Tỷ thứ lỗi cho ta. Lý Phàm có chút áy náy nói với Triệu Sư Tỷ. Ngươi với ta thực chất đã là phu thê, sao lại còn khách sáo như vậy chứ? Triệu Sư Tỷ chau mày hỏi ngược lại. Lý Phàm vỗ trán, là ta ngốc nghếch rồi. Thu dọn tàn cục, hai người trở lại mật thất trong di tích. Lúc này hai người đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Lý Phàm ôm lấy Triệu Sư Tỷ, chìm sâu vào giấc ngủ. Chờ khi bọn họ tỉnh lại, không muốn lập tức trở về tông môn. Sau một lúc do dự, bọn họ quyết định trừ bỏ thiên địa giao chinh phú. Công pháp song tu có rất nhiều, không nhất định cứ phải chọn bộ này. Thế nhưng sau một hồi thử nghiệm, hai người nhìn nhau, thần sắc có hơi biến đổi. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.